Anh là anh Bảy phải không? Anh đây em, sao thế? Ổn như ba. Anh Bảy đây. Gây bất động lên kẻ địch sẽ tạo ra 3 vệt băng kéo dài từ mục tiêu đến chỗ bản thân và các tướng xung quanh. Trong vòng 3 còn 100% thời gian hiệu ứng bất động ban đầu, làm chậm kẻ địch đi 30% cộng 9% mỗi 10% sức mạnh lá chắn và hồi máu, 3% mỗi 100% sức mạnh phép thuật. Thì nói thiệt chứ, cái ông Gaios này ghi ông làm game ông ghi nó nhức đầu, mệt thiệt luôn á. Ông ghi nhức đầu quá ông ơi. Thôi mày đừng ăn hiếp tao quá. Mày trẻ trẻ thì mày đánh nhẹ nhẹ thôi. Anh già rồi, mấy anh trẻ trẻ giờ đang hiếp người già quá. Đó, coi nó kìa. Hồi luôn kìa. Đó, coi tụi nó kìa. Ồ, giác ăn 37 xong chạy găng cái bọp liền luôn kìa. Yeah, TP ra. Ôi sao cái skin này nay đẹp vậy? Skin này mới được chỉnh nè mấy không? Lươn quá anh ơi. Ổn gì ba? Anh Musk có đang bị ép stream không? Nếu có ra tín hiệu SOS để tụi em giải cứu. Có giác này khùng hả mày? Ổn gì ba? Ủa cái gì cứ mỗi lần ra ba nuốt con lính của con gì ba? Em hết mana rồi Nunu ơi. Bà nội mày hổn. Hổn. Rồi blue đã. Cái đó gọi là găng hổn. Găng vô đó gọi là găng hổn. Găng đó là trừ khi đồng đội của mết không biết chơi mới găng được thôi. Thí dụ bây giờ mà tôi đi mid mà Levi đi rừng mà ông ra ông găng tôi của đó mà ông fail 2 lần thôi là cái rừng của ông xong rồi đó. Vô rừng còn đúng cái nịt. Đâu còn quay rừng nữa. Chết mày đỏ. Chúc mày lại chơi. Quầy bữa nay 8 giờ tối thật nè bằng 3. Không tôi. Đó giác. Cái gì vậy ba? Ổn vậy? Trời ơi. Ủa cái gì vậy mấy ba? Ổn vậy? Trời ơi con kìa. Trời ơi. Cái game nó nhái. Thằng chó giác này. Con chó này. Ê để tao. Để tao. Thôi cũng được. Bạn ăn đi bạn gánh. Há lòng há dạ tao. Ủa mấy con chó này nó cứ gặp bố mày là nó đè nó đánh nè. Bất chấp thời gian, địa điểm, lý do. Mày đúng điên luôn á. Đó, coi kìa. PP anh versus mọi người chúc mọi người thấy xem livestream vui. Mà chơi game bực mình quá.
Chiến đi làm tao với. Được mấy bạn. Ông kênh của em... anh Musk sao ế quá vậy? Rồi, mết rồi thì bỏ. Dạo này stream đúng hát quá, đích thị là ốc ơi, tha cho tao đi mà. Tao có làm gì đâu. Cái gì vậy? Mày đã làm gì sai? Tàn nhẫn quá đại dương ơi. Bà chết. Quá. Vậy đi. Nè đóng băng 2 nè. Làm choáng slash nè. Choáng thêm cái nữa nè. Đã, đã, đã. Cây xa có con tiếp cover đã. Chạy đi cây xa. Chạy đi. Mất kẹn chừng cây xa thôi. Biết gì pha đó mình đi theo cây xa mẹ không đi. Thôi lát cây xa đầu tụi đó nha. Biết rồi nha. Nói trước rồi đó. Đi. Đi. Nó gọi là đi. Quá chi. Nó gọi là quá chi.